Đợt bữa đầu tiên mình thấy qua bên Mỹ mà được nắng vậy mà lạnh 2 độ. Mở cửa này lên cả là tay tái đi. Lạnh nhát luôn. Buổi sáng này thì đẹp. Buổi sáng đẹp. Chú ơi, ê, đang làm cái gì dạ? Đang làm cái gì dạ? Con chó hả? Chó hả? Phải chó không? Chó hả? Hả? Tin 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 tin. Ê. Duyên sao? Duyên sao? Là duyên sao? Đóng tụi đó. Từ thôi chừng té nha. Sư thương ba không? Sư thương ba không? Thương ba hả? Sư lạnh không? Sư lạnh không? Sư lạnh không? Lạnh rồi, thôi đi vô. Rồi, lạnh thôi đi vô.
Ờ, lạnh đi vô, đi vô, đi vô. Đi vô. Nhìn đây là sao? Lạnh không? Sao lạnh không? Lạnh quá. Lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá. Ngon không? Ê, nãy ai trả tiền? Nam trả tiền. À,